Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin thành thật cảm ơn ông mục sư Nguyễn Cúc đã dành cho tôi cái thời gian buổi chiều hôm nay để cùng nhau chúng ta suy gẫm lời Chúa, và nhất là trong cái dịp cái không khí của cái ngày lễ Ngũ Tuần, hay nói cách khác là không khí của cái sự tuôn đổ Đức Thánh Linh ở trong hội thánh của Chúa nó vẫn còn sôi sục ở trong lòng của tôi, cũng như là tôi tin rằng cũng sẽ tuôn đổ trên hội thánh của Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trước khi tôi công bố lời của Chúa, tôi muốn làm chứng cái điều này để tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài đã làm một cách kỳ diệu là trên lạ lùng trên đời sống của tôi. Có lẽ một số cũng biết, tại vì cách đây khoảng độ chừng 4 năm thì trên mạng thông tin về tôi đó đã tung ra khắp mọi nơi về cái vấn đề chẳng hạn như là tôi biển thủ tài chánh của hội thánh này khác vân vân. Nhưng thưa với hội thánh rằng đây là điều rất là kỳ diệu lạ lùng, bởi vì tôi rất là tin cậy và thương yêu một con cái của Chúa, là bạn của là tín hữu của một mục sư bạn chí thân của tôi. Đó là một sư hội thánh khoa. Và cách đây 9 năm tôi đã tin cậy và cho anh ta mượn cái sổ hồng của cái nhà của tôi. Và anh nói mượn 5 tháng thôi. Mượn 5 tháng thôi. 6 tháng chứ. Mượn 6 tháng thôi thì sẽ trả lại cái sổ hồng. Và sau đó thì anh mượn anh đi thế chấp. Rồi 6 tháng sau không có trả lại, nhưng mà lại đáo hạn và buộc chúng tôi phải đi ra ngân hàng để ký tên đáo hạn. Và từ con số có 500 triệu khởi đầu thôi, nhưng rồi đáo hạn thêm 1 năm thứ 2, rồi thêm năm thứ 3, tới năm thứ 4 là cũng không có giải ngân được. Và phải ký đáo hạn lần cuối cùng đó là 2.6 tỷ. Và sau khi ký đáo hạn 2.6 tỷ đó thì coi như anh ta không có khả năng chi trả. Và tôi đã nỗ lực hết sức mình để chi trả, vì tôi không muốn rơi vào trong nợ xấu. Và cuối cùng thì tôi mắc phải một việc thứ hai chồng thêm. Đó là sau khi hội thánh của anh toàn vẹn có miếng đất tại Bình Thuận ở chỗ thầy Thành ở đây đó, thì bán được 2.4 tỷ mấy chục sau khi trừ hết chi phí, thì tôi quản lý cái tài chánh đó và đưa vào trong công ty để có lãi suất cho tổng hội hàng tháng để điều hành. Nhưng mà thật sự cái đó, cái tài sản không phải để điều hành, nhưng mà đó là tài sản kêu bằng tự túc để chuẩn bị khi mà có pháp nhân đó thì sẽ mua cái cơ sở vật chất và xây dựng hội thánh của Phục Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Nhưng rồi sau 1 năm thì cái công ty nó phá sản và nó trốn mất. Thế thì tôi đã làm cái tờ giải trình để ban hành tổng hội, bởi vì trong thành viên ban hành tổng hội có cái đơn kiện tôi về cái khoản tiền đó. Nhưng sau cùng thì tôi không được giải quyết theo cái đơn đề nghị của mình. Và kết quả thì tôi đã bị kỷ luật về cái tội là làm mất tiền bạc của hội thánh Chúa. Đó là sự thật. Nhưng mà trên mạng thông tin đó, thì thông tin ra giống như tôi biển thủ rồi này các thứ. Và tôi bị cái việc giải chấp với nhà tôi không có được đó, cho nên là thưa ra tôi ra tòa. Và trong thời gian tôi bị áp lực rất là nặng nề. Và sau khi thưa ra tòa thì được 2 năm trong cái vấn đề pháp lý có cái sự tranh luận với nhau. Và kết quả thì sau 2 năm như vậy thì nhà nước có một cái chương trình là đưa ra một cái công ty tài chánh, gọi là công ty đó mang tên là VMC,
mua lại toàn bộ nợ xấu của tất cả các ngân hàng trên đất nước, vì nếu không mua lại nợ xấu thì coi như là tất cả đều bị rơi vào trong trạng phá sản. Chính vì lý do đó cho nên là họ ngưng lại để rồi chủ khác mua lại nợ xấu của tôi, và bắt đầu sau khi mua xong thì họ tiếp tục trở lại cái vấn đề kiện tôi tiếp tục. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, năm vừa rồi tôi đi qua đây thì tôi cầu nguyện rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa, trước khi tôi đến vùng Little Sài Gòn này thì có một tôi tới Chúa ở cái bang gần đây cầu nguyện cho tôi để xin Chúa Ngài giải quyết cái vấn đề này cho tôi. Và khi tôi về đây, trước khi tôi bay về Việt Nam đó, thì có một vợ một tôi tới Chúa gọi điện cho tôi nói: "Mục sư Lạc ơi, Mục sư Lạc yên tâm đi, chúng tôi đã nghe biết hết rồi, ông mục sư cứ về Sài Gòn, về Việt Nam liên hệ với người em của tôi thì sẽ có tin vui cho mục sư." Và lúc bấy giờ tôi rất là vui mừng, cảm ơn Chúa vì điều đó. Và tôi trở về thì thật sự điều lạ lùng mà Chúa can thiệp vào. Và sau khi tôi về, tôi tiếp xúc với gia đình này, bởi vì gia đình này trước đây có đến chỗ điểm nhóm tôi thì có biết cái cơ sở nhà tôi, và anh ta cũng rơi vào trong trạng nợ xấu gấp 3 lần của tôi, 3-4 lần của tôi. Và anh nói nổi anh trốn, anh không muốn gặp ai cả, anh rất là khổ tâm vấn đề đó. Nhưng mà đùng một cái Chúa ban phước cách nào đó, trong vòng không đầy một năm thì Chúa cho anh trả tất cả những nợ xấu đó. Và đồng thời anh có cái nguồn tài chính khá lớn. Và anh gặp tôi, gia đình đã gặp tôi, nói rằng: "Mục sư yên tâm, con sẽ giúp cho mục sư." Và ngay cái lần đầu tiên tôi trở về gặp thì họ mời tôi đến nhà hàng ăn khá ngon. và gửi trước cho tôi, bởi vì tôi phải mắc nợ tới 200 triệu Việt Nam mà mỗi tháng phải trả 4 triệu đồng. Rất là căng thẳng đối với tôi. Và cảm ơn Chúa, họ đã gửi cho tôi liền 200 triệu trả cho người ta để không phải trả lại mỗi tháng nữa, và còn kèm theo 10 triệu đồng cho tôi để chúng tôi được chi dùng đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm quá lạ luôn. Và gần tới Tết thì bởi vì trong cái lúc mà 4-5 năm về trước đó phải đóng tiền lãi cho ngân hàng, và đồng thời cũng còn phải nộp tiền lãi cho tổng hội nữa. Cho nên tôi đã mượn một số các tổ tới Chúa. Sau khi nhận được số tiền bồi thường của các tổ tới Chúa thì tôi qua một sư khoa tôi mượn khoảng tiền là 200 triệu. Và gần tới Tết vừa rồi đây thì họ lên tiếng và buộc tôi phải gửi lại. Thì tôi không biết cầu nguyện với Chúa thôi. Thì tiếp tục vợ chồng của người anh em đó gửi cho tôi 200 triệu nữa để trả cho tất cả tôi thưa Chúa. Thế là tôi đã thoát được cái nợ mà tương đối là nó khá lớn trong cái lĩnh vực đó. Và vừa rồi thì cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài làm phép lạ quá lớn đối với chúng tôi. Đó là sau đó thì vào ngày 25 Tây, tức là mùng 4 Tết vừa rồi, tôi phải nằm viện để phẫu thuật vì tôi bị cái tình trạng là cái vị của bẹn nó xa vị bẹn, tức là ruột nó thoát ra, và tôi phải nằm viện. Và sau khi nằm viện thì tôi tưởng đâu như cắt ruột thừa thôi, nhưng mà không ngờ bác sĩ nói là sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ cấm không cho ngồi dậy, không cho chuyển động, không cho đi lên nấc thang, không cho khuân vác nặng, phải nằm như vậy ít nhất là tối thiểu 3 tuần lễ mới có thể tạm thời lành cái vết mổ hở cỡ một gang tay. Và sau đó thì phải 3 tháng mới có thể nó trở lại bình thường. Nhưng mà sau đó thì 1 tháng 10 ngày thì tôi nhận cái nhiệm vụ mà sư Đinh Thanh Hùng đã giao cho tôi, đi qua Berlin để mà 1 tháng ở tại đó để mà dạy về môn ân tứ thánh linh và môn cá nhân chứng đạo và các cái lĩnh vực khác. Cảm ơn Chúa, thì tôi vừa qua Berlin ngày 12 Tây
Thì tới ngày 20 Tây thì Đức Chúa Trời làm một phép lạ quá lớn đối với chúng tôi. Đó là cũng vợ chồng của một người anh em đó. Sau khi qua cái pháp lý thì họ thương lượng với cái ngân hàng và họ chịu cho chúng tôi thanh lý cái khoản nợ của chính mình. Và ngày 20 Tây thì nhà tôi đi từ sáng sớm, tức là 20 Tây tháng 4 vừa rồi đó. Nhà tôi đi sáng sớm với cái người làm pháp lý đó. Cho đến tối thì tôi được tin là nhà tôi đã đem cái sổ chủ quyền nhà của chúng tôi đã bị thế chấp đó về nhà rồi. Lý do là vợ chồng đó đã ứng ra một khoản tiền gấp đôi cái số tiền mà vay cái lần cuối cùng đó để trả cho ngân hàng và tài sản chúng tôi đã đem về. Hallelujah, cảm ơn Chúa, quá tuyệt vời. Do vậy thì tôi qua đây tôi vẫn nghe loáng thoáng một số tin tức cho rằng tôi thế này thế khác. Nhưng mà thật sự tôi muốn nói điều đó, tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quá kỳ diệu lạ lùng trên đời sống của tôi. Ở đây giải tỏa cái tình hình vô cùng khó khăn và căng thẳng. Và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời rất là kỳ diệu lạ lùng mà Chúa đã can thiệp quá sức tưởng tượng của mình. Và tôi cũng tin rằng trong những ngày tới Chúa Ngài còn gia tăng thêm cái nguồn về phước hạnh, về tài chánh cho chức vụ của tôi trong cái sự phục vụ của Chúa nữa. Tôi tin điều đó. Tôi rất tin tưởng điều đó. Bởi vì cớ Đức Chúa Trời Ngài làm cách lạ lùng kỳ diệu. Tôi thì Tổng hội đã họp lại và công bố xóa cái nợ mà tôi đã gửi cho công ty bị mất đó. Do vậy thì tôi nói với trước Chúa và Tổng hội rằng tôi xin thưa, tôi không thể thiếu cái tiền đó mà tôi không nạp trả lại cho Tổng hội. Bởi vì lời Chúa dạy tôi khi từ khi tôi còn bé thì Chúa nói là nếu người trả thiếu một đồng cũng không ra khỏi tù được. Vì đây là tiền của Chúa chứ không phải của con người. Cho nên tôi tin là Chúa sẽ giúp cho tôi trả cái khoản đó. Và không những vậy thôi mà tài sản nhà tôi có tôi cũng dâng cho Đức Chúa Trời để làm một cái trung tâm để phục vụ Chúa ở tại quận Bình Thạnh mà Chúa đã cho phép chúng tôi có ở tại đó. Bởi vì tôi biết rằng Chúa quá tốt lành đối với tôi. Và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì cái lĩnh vực mà về tài chánh thì coi như là Chúa đã giải tỏa cho tôi có thể nói là 95% rồi. Chỉ còn một khoản nữa tiền của Tổng hội thôi. Và tôi cũng tin rằng Chúa sẽ ban cho tôi khoản đó để tôi trả cho Tổng hội. Và như vậy thì trước mặt Chúa tôi hoàn tất tất cả những gì mà do cái sự cả tin của mình mà đã làm một việc vô cùng là phức tạp để đem đến cái sự thiệt hại lớn lao cho cái công việc Chúa cũng như là công việc của bản thân mình. Nhưng tôi tin rằng bởi sự ăn năn, sự hạ lòng xuống, sự kêu cầu Chúa một cách rất là nhiệt tâm của chúng tôi, của gia đình chúng tôi, thì Chúa thương xót và Chúa đã giải quyết. Cho nên tôi cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn Hội Thánh Lai Hao suốt có lẽ từ năm 2009 là năm tôi qua đầu tiên ở tại đây cho đến năm nay là 2018, một xích sót cũng gần 10 năm. Và mỗi lần thì tôi qua tôi được Hội Thánh Chúa tại đây tiếp đón một cách rất là ân tình. Cho nên tôi rất là quý mến và cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà mục sư cũng như Hội Thánh có tấm lòng ưu ái rất là đặc biệt dành cho tôi. Hallelujah, tôi cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa nữa, năm nay thì Hội Thánh Toàn Vẹn tại Việt Nam thì thưa Hội Thánh là tất cả cái thủ tục đăng ký trên pháp lý để được cái pháp nhân hoạt động tôn giáo theo như luật pháp của Việt Nam đã áp dụng vào tháng 1 2018, đã áp dụng luật về tôn giáo rồi. Thì tất cả hồ sơ đã đăng ký và có thể trong tháng 6 này hoặc chậm lắm tháng 7 sẽ cấp cái giấy công nhận đăng ký hợp pháp sinh hoạt Hội Thánh Chúa trên toàn quốc. Đó là điều cảm ơn Đức Chúa Trời Chúa đã ban cho. Dầu rằng 30 năm qua không có cái pháp nhân đó, nhưng có pháp thiên của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn làm việc tốt. Và tôi tin rằng nếu Chúa cho có cái đó thì thuận lợi hơn cho công việc của Đức Chúa Trời.
Alleluia, cảm ơn Chúa. Xin Hội Thánh Chúa thêm lời cầu nguyện. Và năm nay thì Hội Thánh Quan Toàn Vẹn cũng như các Hội Thánh Tư Gia sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Linh thăm viếng và thành lập Hội Thánh Ân Tứ tại Việt Nam. Đó là một sự kiện trọng đại đối với Hội Thánh Tư Gia bước đi trong lãnh vực ân tứ và sự ban cho của Ngài. Ngày hôm nay thì tôi không còn sinh hoạt ở trong với cái vai trò dầu tôi là một trong 6 mục sư sáng lập cái Hiệp hội Thông công Tin lành Tư Gia Việt Nam. Nhưng bây giờ thì mục sư kế thừa tôi là mục sư Đinh Hùng Hợp đó. Nhưng mà vẫn biết rằng Chúa cho các cái hội thánh Chúa sẽ tổ chức cái chương trình này rất là đặc biệt để bày tỏ tấm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho. Và tổng số hội thánh Tư Gia ngày hôm nay thì không thể nói được là con số là bao nhiêu, bởi vì quá nhiều hệ phái, quá nhiều nhóm nhánh và quá nhiều cái nơi phát triển trên cả nước, không những trong nước mà các nước lân cận như là ở tại Mã Lai, ở tại Campuchia hay là ở tại Lào. Và bây giờ các hội thánh khác cũng đã vươn ra, như là Phúc Âm Toàn Vẹn vươn ra tới Âu Châu và thành lập được một điểm nhóm ở tại Berlin rồi. Tôi nghe nói một cái nhóm khác cũng đã mở được một hội thánh ở tại Nga nữa. Còn ở tại Mã Lai hay là tại những cái vùng mà Đông Nam Á thì đã có rồi cái điều đó. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ tiếp tục ban ơn Hội Thánh Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển khắp nơi trên thế giới. Không phải bởi cái nỗ lực con người nhưng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi tin điều đó. Bởi vì Ngài đã giáng xuống, Ngài đã tuôn đổ trên Hội Thánh không phải để chúng ta giữ lễ trong cái niềm vui, phước hạnh của cái nội tâm chúng ta mà thôi. Nhưng mà Chúa có một cái chương trình sống động để đẩy Hội Thánh Chúa vươn ra để phát triển khắp nơi trên thế giới. Theo như cái tinh thần hay theo như cái sự kiện của ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, đó là Ngài đánh dấu Đức Thánh Linh giáng lâm, thì đã mở ra khởi đầu cho cái sự hiện của Ngài và mở ra cái sự vĩ đại của Ngài ngay cả trong thời các sứ đồ và cho đến ngày hôm nay. Và qua 30 năm Chúa đã đổ Thánh Linh của Ngài xuống một cách lớn lao tại Sài Gòn, Việt Nam. Và tới hôm nay thì Chúa cho là lan tỏa khắp mọi nơi rồi. Và tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục bùng lên cách mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì Chúa Ngài không bao giờ thua cái thế lực của ma quỷ và thua cái quyền của âm phủ được. Bởi Ngài phán rằng Ngài lập hội thánh của Ngài, các cửa âm phủ không thể thắng được. Và quả thật nó đã thất bại, Hội Thánh Chúa đã thành công đắc thắng ở dưới sự tuôn đổ và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi xin thưa với Hội Thánh là chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp. Tuần vừa rồi thì Chúa Dùng Sứ Hải cũng đã chia sẻ về ngày lễ ngũ tuần. Nhưng hôm nay thì tôi cũng muốn tiếp tục trong cái sứ điệp này nói về Đức Thánh Linh giáng lâm. Về cái ngày lễ ngũ tuần đó thì có thể Hội Thánh cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà tôi không nhắc lại cái ngày lễ ngũ tuần là gì, nhưng mà tôi muốn nhắc đến cái sự kiện trọng đại trong cái ngày lễ ngũ tuần của Sách Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2, đó là Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúng ta cùng hiệp chung nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ, xin sự sức dầu của Ngài đến trên chúng con và Hội Thánh Chúa ngay bây giờ. Lạy Chúa, con này xin Chúa phóng thích quyền năng của Ngài ngay ra ngay bây giờ, Chúa ơi. Không phải của những sự kiện lịch sử cách đây hàng ngàn năm về trước, cũng không phải sự kiện lịch sử của 30 năm trước đây ở tại Sài Gòn, ở tại Việt Nam của chúng con, nhưng mà con tin rằng Ngài cũng sẽ tái diễn cái đó ngay tại đây chỉ hôm nay với ơn và quyền năng lớn lao của Ngài ban cho. Bởi vì Ngài đã khởi động cho tuần vừa rồi là tuần lễ kỷ niệm lễ ngũ tuần, tức là Đức Thánh Linh giáng lâm. Và ngày hôm nay con cũng mong ước rằng chính Chúa Ngài cho con, ôi Chúa có thể
dùng con, Chúa dùng con để chia sẻ những điều mà Chúa đặt để trong lòng con, để qua đó làm cho hội thánh của chúng con tại đây sẽ được nhắc nhở lại, sẽ được khơi lại cái nguồn sự sống, khơi lại cái nguồn năng quyền, khơi lại cái sự sống đầy dẫy thánh linh và năng quyền, khơi lại cái quyền năng từ thiên thượng tuôn đổ qua các môn đồ của Ngài trên chúng con ngày hôm nay. Chúa ơi, xin làm những công việc lớn lao này Chúa. Xin làm công việc lớn lao này Chúa ơi. Để rồi qua đó con và hội thánh Chúa buổi chiều hôm nay chúng con đón nhận quyền năng sự tuôn đổ một cách kỳ diệu lạ lùng của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này trong tay Chúa. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 1 câu thứ 5, câu thứ 8 và đoạn 2 từ câu 1 đến câu thứ 4. Vì chứng dân đã làm phép ba tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép ba tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi lửa hiện ra, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Thánh Linh cho mình nói. Xin hội thánh cùng tôi đọc lại ở trong câu vừa sứ đồ đoạn 1 câu thứ 8, tất cả chúng ta cùng nhau đọc cái câu kinh thánh này. Chúng ta cùng bắt đầu. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Thưa hội thánh, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã rất là tôn trọng về Đức Thánh Linh. Ngài đã chuẩn bị dạy dỗ cho môn đồ để chờ đón và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Bởi vì vai trò của Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng thay thế cho Chúa Giêsu ở trên đất này. Đức Chúa Giêsu, Ngài là con Đức Chúa Trời đến với tư cách là thân thể của một con người chỉ có 33 năm rưỡi thôi ở trên đất này. Và mục vụ của Ngài là đem ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại đã hoàn tất trong thời gian có 33 năm rưỡi. Nhưng Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là Thánh Linh đời đời. Và vai trò của Ngài xuống thế gian để thay thế cho Chúa Giêsu. Và thời đại đó cho đến ngày hôm nay chưa kết thúc. Và thời đại của Đức Thánh Linh vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào Đức Chúa Giêsu tái lâm trên đất này và Đức Thánh Linh trình diện hội thánh của Ngài với Đức Chúa Trời hay là với Chúa Giêsu khi Ngài tái lâm trở lại trên đất này. Sự kiện mà Đức Thánh Linh giáng lâm chỉ là một cái khởi điểm đánh dấu cho một sự kiện trọng đại nhất trong đời sống các môn đồ của Chúa Giêsu. Chính vì cái đó cho nên Chúa Giêsu Christ Ngài đã có một cái sự chuẩn bị vô cùng chu đáo để dạy dỗ cho các môn đồ với cái tâm lòng, với cái tinh thần, với cái niềm tin để đón nhận Đức Thánh Linh một cách thật sự rất là quý báu, rất là quan trọng cho cái đời sống tin Chúa Giêsu của họ và cho cái mục vụ mà Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho họ ở trên đất này. Vì cái đó cho nên Chúa Giêsu đã dành rất nhiều thời gian Ngài dạy cho họ về Đức Thánh Linh. Từ ở trong sách Công vụ Sứ đồ, xin lỗi, ở trong sách Tin lành Giăng thì Ngài đã chuẩn bị cho các môn đồ từ ở trong Giăng đoạn 14, Ngài đã chuẩn bị cho các môn đồ về Đức Thánh Linh. Đoạn 15, 16, Ngài đã tiếp tục dạy cho họ về Đức Thánh Linh. Và đồng thời Ngài nói với họ rằng
ta đi, Đức Thánh Linh mới đến. Nếu ta không đi thì Đức Thánh Linh không thể đến được. Ta đi là ích lợi cho các người. Chúa Giêsu Ngài đã nói với họ và ân cần dạy họ một cách rất là tường tận về Đức Thánh Linh như thế nào. Ngài nói về Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Ngài nói về Đức Thánh Linh là đấng yên ủi. Ngài nói về Đức Thánh Linh là đấng ban sự bình an. Ngài nói về Đức Thánh Linh là đấng đến để mà làm hoàn tất cái kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại và thiết lập hội thánh của Ngài trên đất này. Ngài đã dạy cho họ rất tường tận về Đức Thánh Linh. Và thậm chí sau khi Chúa Jesus Christ Ngài chết rồi, Ngài sống lại, thì Kinh Thánh chép rằng trong vụ sứ đồ đoạn 1 câu thứ 3 đã chép rằng, xin lỗi câu thứ 2 chép rằng, sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết đó, thì Ngài đã cậy Đức Thánh Linh mà dạy các môn đồ Ngài đã chọn trong 40 ngày trước khi Chúa về trời. Và Ngài đã huấn luyện các môn đồ trước những Ngài trang bị cho họ về lẽ thật Đức Thánh Linh như thế nào. Và kế đó Ngài huấn luyện cho họ có một cái sự tương tác giữa họ với Đức Thánh Linh ra làm sao. Đây là một sự kiện hết sức đặc biệt và lạ lùng. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đối với các môn đồ là Ngài đối diện với họ con người bằng xương bằng thịt với nhau. Nhưng đối với Đức Thánh Linh thì Ngài là thần linh không có hình thể của cái vật lý con người. Cho nên Ngài dạy cho họ biết như thế nào về Đức Thánh Linh vô cùng hết sức là giá trị và ý nghĩa. Ngài luyện tập cho họ để họ quen thuộc khi vắng Ngài thì có Đức Thánh Linh để họ tiếp xúc với Đức Thánh Linh ra làm sao. Bằng cách là trong 40 ngày sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại thì Ngài không ở luôn với họ. Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài không ở luôn với các môn đồ. Nhưng Ngài hiện ra cùng họ, gặp gỡ họ rồi Ngài biến đi. Khi họ có buổi nhóm lại thì Ngài hiện ra với họ, xong đó thì Ngài biến đi. Khi họ đi trên con đường từ Jerusalem về thành Emmaus thì Chúa hiện ra cùng họ, đi trên đường họ tới nhà họ, mở buổi tiệc đại Chúa. Mắt họ mở ra thấy Chúa thì Ngài biến đi. Khi họ quay trở lại thành Jerusalem thì họ đang kể lại chuyện đó, Chúa Giêsu xuất hiện xong xuôi rồi Ngài nói rằng hãy rờ đi, hãy xem tay và hông ta đi, rồi Ngài biến đi. Như vậy Ngài đã luyện tập cho họ biết về Đức Thánh Linh là đấng thay thế cho Ngài, đấng đó đấng vô hình, giống như Ngài thoạt biến, Ngài xuất hiện, Ngài thoạt biến, Ngài xuất hiện. Đức Thánh Linh cũng là đấng vô hình, nhưng Ngài cũng có thể đến với họ với một cách có thể nói rằng nó luôn luôn bất chợt, bất thình lình, và để cho họ có thể quen thuộc với cái sự tiếp cận với là thế nào. Và vì vậy cho nên Chúa dặn họ rất là cẩn thận rằng các ngươi hãy chờ, theo như Luca đoạn 24 câu 49 là các ngươi hãy chờ đợi cho đến khi nào mặc lấy quyền phép từ trên cao rồi hãy đi ra làm chứng cho ta. Ngài nhắc lại với họ rằng các ngươi sẽ chịu báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhưng khi Thánh Linh giáng cho ngươi, giáng trên các ngươi nhận quyền phép rồi hãy làm chứng về ta. Như vậy thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu Christ Ngài rất là trân trọng, rất là nghiêm túc để chuyển tải cho họ học biết, quen dần, thích hợp với mọi tình huống như thế nào khi Ngài không còn ở trên đất này với họ mà Đức Thánh Linh ở với họ. Đây là một sự kiện vô cùng tuyệt vời, lạ lùng mà chính Chúa Giêsu Christ Ngài đã thực hiện trong cái việc mà chuẩn bị cho họ rất là đầy đủ về Đức Thánh Linh là đấng như thế nào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng họ đã nghe và họ tiếp thu được. Họ đã chấp nhận được và họ đã nhận được thực sự ý nghĩa của đấng từ kẻ chết sống lại truyền đạt cho họ về Đức Thánh Linh. Vì cái đó cho nên sau khi từ giả Chúa Giêsu ở tại núi Olive Ngài thăng thiên về trời thì Kinh Thánh chép rằng họ trở về thành Jerusalem lên phòng cao, tại đó họ đã cầu nguyện với những người đàn bà
trong cuộc chờ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống. Và cảm ơn Chúa, 10 ngày sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Đức Thánh Linh đã giáng xuống. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng những cái sự kiện mà Chúa Giêsu giáng xuống đó là một sự kiện hết sức là trọng đại, mà chúng ta đã biết rồi, nào là có tiếng gió thổi ào ào, nào là có lưỡi rời rạc đậu trên đầu mỗi người, nào là ai nấy nhận được đầy dẫy Thánh Linh, nào là ai nấy nói tiếng mới và ngợi khen Đức Chúa Trời, vân vân. Điều đó đã thật sự chúng ta đã hiểu biết rồi. Nhưng điều tôi muốn nói đây, Đức Thánh Linh giáng lâm là đánh dấu một cái sự kiện thay thế đấng cư trú ở bên trong họ, bên trong các môn đồ của Ngài. Đức Thánh Linh giáng xuống là Ngài cư trú bên trong. Tại vì từ sáng thế ký đoạn 6 câu thứ 3 đã cho chúng ta thấy rằng thần của Đức Chúa không ở trong loài xác thịt luôn, bởi vì loài xác thịt đã phạm tội và không thể nào được thần của Chúa cư trú luôn ở bên trong. Cả Kinh Thánh Cựu Ước, từ Adam cho đến sách Malachi, nếu chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy chỉ có 2 trường hợp có 3 người nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy thần của Đức Giê-hô-va. Đó là Oholiab và Absalom, là 2 người được đầy dẫy thần khôn ngoan của Đức Thánh Linh trên họ. Và người thứ 3 đó là Giô-suê, sau khi được Môi-se đặt tay lên thì ông ta nhận được đầy dẫy thần của Chúa trên cuộc đời của mình. Và kể từ đó, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh đến trên một người nào đó làm một công tác nào đó rồi Thánh Linh rời đi. Nếu chúng ta đọc sách các quan sát, chúng ta thấy rõ điều đó. Từng các quan sát một, khi Thánh Linh Chúa cảm thúc, cảm động họ, ban sức mạnh cho họ để họ làm một cái công tác giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời, xong Đức Thánh Linh rời đi và không có cứu chuộc trên họ. Vì vậy cho nên các tiên tri của Đức Chúa Trời, từ tiên tri Ê-xê-chiên, tiên tri Ê-sai cho đến Giê-rê-mi, cũng đã rao giảng cho dân sự, kể cả tiên tri Giô-ên cũng rao giảng cho dân sự trong thời bấy giờ rằng các ngươi hãy biết rằng trong ngày sau rốt Ngài sẽ đổ thần của Ngài xuống. Và Ngài sẽ cất cái lòng đá ra khỏi lòng họ, Ngài ban cho lòng bằng thịt, rồi Ngài đặt thần của Ngài trong họ để cho họ có thần của Chúa để làm theo điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Ngài. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài xuống, Ngài sẽ đặt thần của Ngài xuống. Mà trong thời đại cũ, họ trông mong được điều đó mà không có. Hay nói một cách khác, Đức Thánh Linh rất là trông mong chờ đợi để có thể giáng xuống và cư trú bên trong con người. Nhưng mà thời điểm chưa đến. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đúng trong cái ngày lễ ngũ tuần của dân Israel đang nhóm lại để mà làm của lễ tạ ơn về mùa gặt của họ đó, thì trong dịp tiệc đó Đức Thánh Linh đã giáng xuống và đến trên họ, cư trú ở bên trong họ, và Ngài đồng hành với họ trong cuộc sống phục vụ Chúa ở trên đất này. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh đứng cư trú ở bên trong để Ngài làm cho người đó nhận lấy được những điều kỳ diệu và lạ lùng trên cuộc đời của chính họ. Và họ nhận lấy Đức Thánh Linh cư trú bên trong đồng nghĩa với việc là họ có Đức Thánh Linh hiện diện bên trong họ, đầy dẫy bên trong họ, và kể cả quyền phép cũng ở cư trú bên trong họ nữa. Đó là một sự kiện kỳ diệu, lạ lùng và trọng đại mà Đức Thánh Linh đã bước vào cư trú bên trong đời sống của họ. Tôi xin thưa với Hội Thánh, tôi xin đưa ra một cái mô tả như thế này. Tôi ví dụ đây là con người của chúng ta. Cái nước này tôi có thể ví sánh như con người chúng ta. Con người của chúng ta chưa có mở cái lòng mình ra thì nó vẫn là chai nước thế này. Nhưng cái nút chai này giống như cái nắp lòng của chúng ta được mở ra. Và khi lòng chúng ta mở ra và chờ đợi với tất cả tấm lòng khao khát, thì Đức Thánh Linh tôi xin phép được ví sánh như là cái viên mà vitamin này
tôi bỏ vào thì bắt đầu cái sức sống ở bên trong nó bắt đầu nó sôi sục lên, nó sôi sục lên, nó tác động cả cái bên trong của cái nước này và nó sẽ biến đổi màu một chút và nó có cái chất liệu khác với cái nước trong mà nguyên thủy nó có. Điều này muốn nói cho tôi và hội thánh như thế này: Đức Thánh Linh là đấng trong ngày lễ Ngũ Tuần Ngài giáng xuống và Ngài cư trú bên trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài cư trú bên trong cuộc đời chúng ta thì bên trong chúng ta có những cái điều nó sẽ được xúc tác. Và qua cái sự xúc tác bên trong chúng ta đó, nó sẽ chuyển đổi có thể cái tính chất nào đó. Ban đầu nước nguyên thủy thì nó nhạt, nó trong lành, nó tươi mát, vâng. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh bước vào, giống như cái vitamin này được bỏ vào, thì nó ngã màu một chút, nhưng nó cung cấp cho chúng ta cái vị khác hơn cái vị nguyên thủy của cái nước ở trong cái chai này. Đây là một sự kiện trọng đại. Cuộc đời tôi và cuộc đời anh chị em trước khi có Thánh Linh giáng xuống và cư trú bên trong, nó chỉ là một cái gì rất là bình thường, nhạt nhẽo và nó không thể hiện một cái gì đặc biệt ở bên trong lòng của chúng ta, bên trong tâm linh của chúng ta. Khi Thánh Linh của Chúa bước vào và cư trú bên trong chúng ta, hẳn nhiên nó có một cái tính chất được xúc tác và làm cho nó thực hiện theo cái ý muốn mà khi Ngài đã bước vào bên trong đời sống của chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Như vậy thì Đức Thánh Linh Ngài ở đấng đã bước vào bên trong chúng ta, thì Đức Thánh Linh làm gì ở bên trong cuộc đời chúng ta? Điều đầu tiên mà Đức Thánh Linh làm việc bên trong cuộc đời chúng ta mà Chúa Giê-xu đã công bố trong Giăng đoạn 3 câu thứ 3 đến câu thứ 8 rằng: các ngươi phải được sanh lại. Nếu các ngươi không sanh lại thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ông Nicodem nói rằng: già như tôi làm sao sanh lại được? Nhưng mà Chúa nói rằng: gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Các ngươi nghe tiếng gió không biết đến từ đâu và đi đâu. Thánh Linh để như là gió. Và chính Ngài sẽ kết hợp với nước và làm cho chúng ta được tái sanh. Cho nên Chúa nói với Nicodem rằng nước không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh không thể thấy được Đức Chúa Trời. Khi Thánh Linh bước vào bên trong chúng ta, tái sanh đổi mới chúng ta, thì có một cái bảo đảm chắc chắn cho chúng ta rằng chúng ta đã có nước thiên đàng rồi. Amen. Mỗi người chúng ta đã được tiêu chuẩn có nước thiên đàng ở bên trong chúng ta rồi, chứ không phải đợi chúng ta qua đời chúng ta mới về thiên đàng vinh hiển. Amen. Chúng ta hãy nói đi: tôi đã có nước thiên đàng bên trong mình. Nói to lên: tôi đã có nước thiên đàng bên trong tôi. Mà nước thiên đàng Kinh Thánh nói như thế nào? Nước thiên đàng không có gì, không có sầu khổ, không có bệnh tật, không có ốm đau, không có sâu mối ten rét làm hư, không có kẻ trộm đào nhặt khoét vách mà lấy. Mà nước thiên đàng đó là sự bình an và vui vẻ của Đức Thánh Linh. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thế thì đời sống tôi và anh chị em thật sự đã đón nhận được Thánh Linh giáng lâm vào trong đời sống của chúng ta chưa? Chúng ta có một niềm vui mới, sự vui mừng bình an của vương quốc Đức Chúa Trời chưa? Vì Kinh Thánh nói rằng nước Đức Chúa Trời không có bệnh tật, không có đau ốm, không có kêu ca, không có khóc lóc, không có buồn thảm, amen. Nhưng mà đời sống chúng ta thật sự đã biến mất cái điều đó chưa, hay là vẫn còn tồn tại? Nếu còn tồn tại như vậy thật đáng tiếc thay. Đức Thánh Linh chính là đấng Ngài sẽ xúc tác bên trong tâm linh chúng ta để bảo chứng cho chúng ta về nước Đức Chúa Trời bên trong chúng ta. Vì Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 13, 14 nói rằng Đức Thánh Linh Ngài ấn chứng trong chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Amen. Đức Thánh Linh Ngài đóng dấu bên trong chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Ngài là một sự bảo đảm chắc chắn cho chúng ta có vé vào thiên đàng rồi. Amen. Ngay trên đất này chúng ta hãy hưởng, tận hưởng được cái
tính chất của vương quốc Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, vì Đức Thánh Linh bước vào Ngài làm điều đó cho cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có sống với một cuộc sống mà không có Đức Thánh Linh cư trú bên trong là nữa. Cứ than thở, rên xiết, buồn lo, rồi đầy dẫy sự sầu thảm thất vọng, thậm chí nhiều khi không muốn sống nữa, muốn tìm lấy một cái điều gì đó mà chết phước đi cho rồi. Hỡi anh chị em, Đức Thánh Linh Ngài bước vào cư trú bên trong chúng ta không phải để chúng ta còn than thở những cái điều đó, đạo đớn đó nữa, nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài thay đổi chúng ta. Hay nói cách khác, như trong Hội Sứ Đồ đoạn 1 câu thứ 9 nói như thế nào? Nhưng khi Thánh Linh giáng xuống trên các người, hay nói cách khác là nhưng khi Thánh Linh của Chúa giáng xuống và cư trú bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận lấy cái gì? Nhận lấy quyền phép. Amen. Tôi và anh chị em có cái quyền phép của Đức Thánh Linh rồi. Amen. Hallelujah. Và khi chúng ta có quyền phép của Đức Thánh Linh, hay nói cách khác, chúng ta có quyền phép từ trên cao, đó là quyền phép của chính Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, thì cửa âm phủ không thể thắng chúng ta được. Bởi vì chúng ta có quyền phép của chính Đức Chúa Trời đã cư trú bên trong chúng ta qua ngôi vị của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ nó không bước vào trong chúng ta được. Nó phải khiếp đảm và biến đi mà thôi. Bởi vì đấng lớn hơn hết đang ở trong chúng ta. Đấng lớn hơn cả trong thế gian này đang ở trong chúng ta. Đó là điều thật kỳ diệu lạ lùng mà chúng ta có được Đức Thánh Linh giáng xuống và cư trú bên trong chúng ta. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với Hội Thánh Chúa tại đây, Đức Thánh Linh Ngài giáng xuống để Ngài làm một điều, đó là để cho tôi và anh chị em được đồng công với Ngài và làm sáng danh Chúa Giê-xu. Hãy nói cách khác là tôi và anh chị em được Đức Thánh Linh đồng công với chúng ta bằng quyền phép của Ngài để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi và anh chị em ngày nay đang đồng hành với Đức Thánh Linh. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Đức Thánh Linh giáng xuống bên trong chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép. Hãy tin cái điều đó vì Chúa Giê-xu chúng ta nói là thật. Chứ không phải Ngài đưa ra một cái định lý về cái điều này điều kia để rồi chúng ta có cái lý thuyết. Nhưng mà đó là thật, để rồi chúng ta được quyền phép của Đức Thánh Linh cặp theo đồng công với chúng ta để làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Bằng chứng là chúng ta hãy nhìn vào sách Công vụ Sứ Đồ. Nhìn vào sách Công vụ Sứ Đồ để chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh cư trú bên trong các sứ đồ và đồng công với họ làm sao, quyền phép được khai phóng làm sao, để nhờ đó chúng ta càng vững tin và tiếp tục bước đi với chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời bên trong đời sống của chúng ta. Đời sống ông Phi-e-rơ, chúng ta thấy ông Phi-e-rơ là một người 3 năm rưỡi theo Chúa, ông có trồi sụp rất là cái là bình thường, có thể nói như vậy. Mạnh thì cũng rất là mạnh, nhiệt thành rất là nhiệt thành, sốt sáng cực kỳ sốt sáng, nhưng mà cái sự mà ngã đổ hay là vấp ngã cũng dễ dàng nhanh chóng và không có vững vàng gì. Dầu rằng Chúa nói rằng ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ chứ không gọi là Simon nữa, tức là ông sẽ vững vàng như đá, nhưng mà chúng ta thấy rằng thật sự ông chưa thật sự vững vàng cho lắm. Khi Chúa Giê-xu nói ở đây cầu nguyện với ta, tỉnh thức 1 giờ nha. Ông không thức được với Chúa trong 1 giờ. Chúa nói ma quỷ nói rồi sàn sải ngươi như lúa mì nha. Ông nói Chúa yên tâm đi, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa mà. Nhưng mà khi đứa đầy tớ đến nói ô ông này ở với Giê-xu nè, ông nói đó ta không biết người nói chi. Yếu đuối thất bại và đầy ấy những cái sự mà trồi sụp một cách rất là bất thường. Và thậm chí Chúa nói là ta sẽ treo lên thập tự giá, ta sẽ chết. Ông đem ra ông can, Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào đỡ để Ngài vậy, không có chuyện đó đâu. Thậm chí đến nỗi Chúa Giê-xu buộc phải quở trách, hỡi Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta.
Nhưng mà chúng ta thấy một sự kiện rất là lạ lùng kỳ diệu. Ngay trong Ủ Sứ Đồ đoạn 2, ông là một trong số 120 môn đồ tại phòng cao đó và nhận được Đức Thánh giáng xuống và cư trú bên trong. Ông cũng được đồng, nghĩa là thừa hưởng cái đặc ân, cái quyền năng qua cái báp têm Thánh Linh và cầu nguyện trong cái ngôn ngữ tiếng lạ như là 120 người kia. Nhưng mà ông lại được quyền phép bên trong ông của chính Đức Thánh Linh đó làm cho ông có thể trỗi dậy và ông đứng lên như một diễn giả thật sự hung hồ, đầy dẫy Thánh Linh và năng quyền của Ngài. Và ông đã rao giảng một cách rất xác quyết rằng những người này không phải sai, những người này là những người đã nhận được ứng nghiệm lời của Đấng Tiên Tri Gioan đã nói. Đó là những người nhận được Đức Thánh Linh. Và không những vậy thôi, mà Phi-e-rơ tiếp tục giảng, giảng, kêu gọi, thuyết phục. Có 3.000 người chịu phép báp-têm và tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thánh. Khi Đức Linh cư trú vào bên trong có quyền phép, khi Đức Linh cư trú vào bên trong có một sự nghĩa là mạnh mẽ vô cùng lạ lùng, một sự bứt phá và trở nên một sự đầy sự sống động. Và không phải chỉ nhất thời trong cái ngày lễ ngũ tuần thôi. Qua đoạn 3 chúng ta thấy ông cùng dân đi lên đền thờ cầu nguyện. Ông thấy một người què. Ông nói ta không có vàng bạc chứ, điều ta có là Giêsu Christ là sẽ đứng dậy bước đi, người què đứng dậy mà bước đi. Wow, dấu kỳ quyền năng phép lạ. Dấu kỳ quyền năng phép lạ bởi vì sao? Bởi vì Đức Thánh Linh giáng xuống cư trú đồng hành để làm bùng nổ về tình lành quyền năng của Chúa, khiến cho cả tòa công luận bấy lập bối rối và nói rằng wow, cái ông này không có học gì hết, dân cà lưới, nhưng mà chỉ có việc là ở với Giêsu thôi, mà bây giờ làm phép lạ sờ chúng ta chối không được. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không dừng lại tại chỗ đó. Khi ông bị bắt, bị ngâm dọa, bị đánh đòn, bị tha ra, ông trở về nói với hội thánh, cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đức Thánh Linh giáng xuống, ai nói dạy đầy dạy Thánh Linh. Ông tiếp tục giảng cách giảng dạy. Và Kinh Thánh chép rằng, ông đã được đầy dạy Đức Thánh Linh và đầy dạy các ân tứ của Ngài. Được Chúa Thánh Linh vận hành qua ông các ân tứ của Ngài, ân tứ đó là khôn ngoan tri thức, khiến cho Anania và Sapphira bị nghĩa là thiệt mạng bởi vì dám đồng mưu dối cùng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hội thánh bắt đầu được thanh lọc để bảo vệ cho một cái sự trong sạch và thánh khiết giữa hàng ngũ các môn đồ của Ngài. Không dừng lại tại đó, thậm chí sự sức dầu đầy quyền năng của Đức Linh cư trú bên trong, đó là khi ông đi thôi, ông đi trên đường thôi, thì cái bóng của ông che, nhiều người được chữa lành, nhiều kẻ bị quỷ ám cũng được giải thoát. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Quá thật kỳ diệu lạ lùng. Đức Thánh Linh giáng xuống cư trú bên trong để làm cho các môn đồ của Ngài đồng hành với Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh có cơ sở qua cái nhân tố của con người mà Ngài làm bùng nổ về tinh lành quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Trên cuộc đời của Phi-e-rơ, cuộc đời của Giăng, cuộc đời của Philip, Philip là một chấp sự tôi được hội thánh công cử lên để phục vụ bàn tiệc, lo cho những người nghèo khổ, lo cho những người nghĩa là thiếu thốn. Nhưng mà khi Thánh Linh của trước sức giàu quyền năng của Ngài ở trên ông, đến nỗi ông xuống thành Samari, ông giảng tin lành Chúa Giê-xu, dấu kỳ quyền năng phép lạ, đuổi quỷ giải cứu và khiến cho thuật sĩ Sư-môn bỏ nghề đâu phục Chúa, bước theo Philip. Không dừng lại tại đó, thưa hội thánh, nếu chúng ta đọc hết sách Công vụ Sứ Đồ, chúng ta thấy rằng quả thật những con người đón nhận sự tuôn đổ và Đức Thánh Linh bước vào cư trú bên trong biến đổi cuộc đời đó trở nên mạnh mẽ, vĩ đại cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, ngày hôm nay chúng ta còn được cái dòng chảy của quyền năng Đức Thánh Linh đó hay không? Tôi tin vẫn còn. Tôi tin điều đó vẫn còn, và chiều hôm nay Ngài cũng sẽ làm điều đó vào vòng chúng ta, nếu chúng ta sẵn lòng nói rằng Thánh Linh ơi, xin đầy ở trên con. Thánh Linh ơi, xin tái đổ đầy trên con và làm những công việc lớn lao của Ngài. Thưa hội thánh của Chúa,
cách đây 35 năm về trước. Lúc bây giờ tôi mới có 33 tuổi thôi. Tôi đã khao khát mãnh liệt về sự ban cho để được nhận lấy cái ân tứ cầu nguyện chữa bệnh thôi. Tôi chưa biết nhiều về Đức Thánh Linh gì cả, không được nuôi dạy về điều đó. Nhưng khi tôi cầu nguyện đầu tiên cho một người thiếu nữ trong hội thánh được chữa lành mà tôi từng kể cho hội thánh rồi đó, thì có một cái tràng ngôn ngữ tiếng lạ xảy ra trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng không biết đó là tiếng lạ nữa. Nhưng tôi biết một điều là có cái gì đó nó khác thường ở trong tôi. Và phép lạ xảy ra, người được chữa lành. Và đồng thời với cái quyền năng được khai phóng đó, tôi cũng bị kỷ luật về cái tội nói tiếng lạ 3 tháng của hội thánh tổng hội mà tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Và còn mang thêm cái tiếng nữa là mục sư lạc bị quỷ ám nói tiếng lạ của ma quỷ, không ai dám gần gũi tôi trừ hội thánh mà tôi đang hầu Chúa. Tôi đã phải cầu nguyện với Chúa, chiến đấu 5 năm trường: Chúa ơi, xin minh oan cho con điều này. Và cảm ơn Chúa, tới năm 1988, 5 năm sau, tất cả chúng tôi khao khát Chúa và hiệp nhau lại kiên ăn cầu nguyện tại số 10 Đặng Văn Ngữ ở quận 3. Thì qua ngày thứ 3 của 7 ngày kiên cầu nguyện đó, thì Thánh Linh bắt đầu vận hành qua tôi và tuôn đổ sự sức giàu của Ngài đến. Và lúc bấy giờ tôi thưa với hội thánh là tôi cũng không phải tự mình làm gì đó. Tất cả chúng tôi chỉ nhắm hít mắt lại và quỳ gối cầu nguyện thôi. Và khi tôi quỳ gối cầu nguyện vậy, tôi thấy có một cái lực điều khiển tôi đi bằng hai cái đầu gối của mình. Tôi quỳ, tôi nhắm mắt, tôi đưa tay về và tôi được dẫn bằng hai cái đầu gối bởi một cái lực khác chứ không phải cái lực của tôi điều khiển. Và khi Chúa điều tôi đến đặt tay cho người nào là tôi vẫn nhắm mắt, tôi không có mở mắt. Tôi cứ đưa hai tay và Chúa dẫn tôi đi đụng hết người này người khác và anh ấy ngã ra và bắt đầu họ nhận được báp tem Thánh Linh. Mà lúc bây giờ chúng tôi không biết đó là báp tem Thánh Linh, chúng tôi chỉ biết là họ nhận được tiếng lạ thôi. Đến ngày cuối cùng, ngày thứ 7, thì không còn chỗ ngồi vì cái phòng đó cũng khá nhỏ. Anh em tới ngồi tận cầu thang và ngồi tận ở tầng trệt. Dầu là lúc bấy giờ anh em không thể chen chân lên được, mà Đức Thánh Linh làm việc, dầu họ ngồi ở dưới mà Thánh Linh của Chúa đụng chạm tới họ, họ được sự tan vỡ một cách ngọt ngào và họ nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh qua cái ngôn ngữ tiếng mới, họ cầu nguyện một cách bùng nổ. Và cảm ơn Chúa khơi mào cho cái tình hình đó, bắt đầu nó bùng lên cái mạnh mẽ tại nhà thờ Tin Lành Trương Minh Giảng, lúc bấy giờ thầy Trần Mai quản nhiệm. Và chỉ trong vài tháng thôi, nó bùng nổ đến nỗi là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà rồi chúng tôi tiếp tục lãnh một cái bản quyết định mới nữa là cắt chức, đuổi ra khỏi giáo hội vì cớ cho tôi là người truyền tiếng lạ. Mục sư Mai là dung chứa những người nói tiếng lạ, kỷ luật 6 tháng. Và một mục sư khác nữa là mục sư Lý Xuân Hòa cũng cùng với tôi lãnh cái bản án là dứt phép thông công, cắt chức, trục xuất ra khỏi hội thánh. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa cho 3 gia đình con cái Chúa mời chúng tôi về để nhóm tư giác. Một ở tại Thanh Đa Bà Diệu Hoa, 2 là ở tại đò điểm của bà Mười Ru, 3 là phường 1 quận 11 của bà Bảy Liên. Anh em khao khát giống như là một cái sự, nghĩa là tìm kiếm và chạy đến những cái buổi nhóm đó để mà đón nhận cái sự ban cho của Chúa. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, chỉ trong vòng 1 năm sau thôi thì nó lan rộng ra khắp cả cái miền Đông và tiếp tục ra miền Trung, ra miền Bắc, xuống tận dưới miền Tây. Chúa làm việc quá lạ lùng với quyền năng của Ngài. Và không phải chúng tôi được bình an, nhưng mà chúng tôi bị xã hội tấn công, lập biên bản, rồi
đủ mọi loại hết, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, đúng như lời Chúa Giêsu Christ Ngài đã phán, các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh của Ngài đã thiết lập, và Ngài đổ Đức Thánh lên xuống để cùng với môn đồ của Ngài mà là bùng nổ về tinh lành quyền năng của Chúa. Và cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay. Thậm chí trên Tây Bắc của miền Bắc thì những cái nhận định của cả tôn giáo khác, tức là Phật giáo, họ lên tiếng rằng chúng ta đã bị mất trắng bởi tinh lành hóa cả cái vùng này rồi. Bởi vì hầu hết những người ở trên vùng Tây Bắc, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, họ nghe đài phát thanh tinh lành, họ tin Chúa và bước đi theo Chúa hết. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, như hội thánh Chúa biết rồi đó. Cho đến ngày hôm nay, tôi tin rằng Ngài vẫn còn sống động và đầy quyền năng trong các môn đồ của Ngài để làm công việc của Ngài như là Ngài đã từng làm ở tại trong công vụ sứ đồ đầu tiên. Amen. Thưa hội thánh của Chúa, buổi chiều hôm nay, tôi khát thiết kêu gọi tấm lòng của dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu ai khao khát Ngài, hãy mở lòng ra mà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài. Xin Ngài đầy dẫy ở trên con. Xin Ngài tái đổ đầy trên con, tái ban năng quyền cho con, để con được mặc lấy quyền phép từ nơi Ngài mà bước đi ra phục vụ Đức Chúa Trời. Chẳng phải vô cớ mà Chúa dẫn anh em đến vùng đất này để anh em được sống, để hưởng thụ cho cái thuộc thể mình đâu. Hẳn nhiên điều đó là đúng. Nhưng mà hơn cái điều đó nữa, thưa quý ông bà chị em, còn hàng vạn người Việt Nam chúng ta chưa biết đến Ngài. Họ cần được nhận lấy Chúa Jesus Christ và Thánh Linh quyền phép của Ngài để làm thành cái khải tượng mà Ngài ủy thác cho chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại. Buổi chiều hôm nay, tôi nhân danh Chúa Jesus Christ mà kêu gọi hội thánh của Chúa. Anh chị em nào thật sự khao khát, tôi xin mời quý vị hãy bước lên phía trên này để các mục sư, các tôi tới Chúa sẽ cầu thay cho quý vị. Để xin Chúa nhen lại lửa linh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa nhen lại ân tứ và quyền năng của Ngài. Xin Chúa nhen lại cái nguồn năng lực từ nơi Ngài qua cái ngôn ngữ tiếng mới mà Ngài ban cho tôi và hội thánh để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Hầu cho chúng ta có thể thở thành công cụ sắc bén trong tay của Chúa làm vinh hiển danh của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi kêu gọi hội thánh Chúa ngay bây giờ. Anh chị em nào sẵn sàng khao khát Ngài không? Muốn đón nhận sự tái đổ đầy của Đức Thánh Linh, tái giáng lâm của Đức Thánh Linh xuống ở trên đời sống của mỗi người chúng ta không? Anh em hãy xét lại. Nếu thật sự khao khát thì anh em hãy bước lên. Còn nếu không thì anh em không cần phải bước lên làm gì. Bởi vì Ngài nhìn thấy tâm lòng của mỗi chúng ta. Vì Chúa từng phán với chúng ta rằng Ngài sẽ rót nước trên kẻ khác. Ngài làm cho những kẻ khác được no đủ. Và người nào tin Ngài, sông nước hằng sống chảy từ trong người đó văng ra. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã phán về Đức Thánh Linh. Ngài là linh của sự sống. Ngài là linh quyền năng của Đấng Christ, của Đức Chúa Trời, đang ở bên trong chúng ta, để giúp cho chúng ta có năng lực trong sự cầu nguyện, giúp chúng ta dạn dĩ trong chiến trận, giúp chúng ta được ơn trong vấn đề chứng đạo, giúp chúng ta được ơn trong lĩnh vực cầu nguyện, giải cứu, chữa lành. Chúng ta được năng lực của Chúa, chúng ta tiếp tục có thể bước đi và phục vụ Ngài. Chúa, Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta. Xin Chúa, Ngài đến với chúng con giờ này, Chúa ơi. Khai phóng quyền năng của Ngài cho chúng con giờ này, Chúa ơi. Tấm lòng và dân sự của Chúa đang khao khát Ngài. Hội thánh Lighthouse, Chúa ơi, cần được bùng cháy với tinh lành quyền năng của Ngài tại Bosa này, tại Westminster này, tại Little Sài Gòn này, cha ơi. Còn biết bao nhiêu người chung quanh chúng con chưa nhận biết Ngài. Họ cần nhận lấy quyền phép từ nơi Ngài
Ngay cả buổi tối hôm nay có chương trình truyền giảng cho số người họ đã chấp nhận đến tối hôm nay, hàng trăm người. Chúa ơi, xin dùng chúng con, xin dùng các dân sự của Ngài tại đây để nay đón nhận sự tuôn đổ Thánh Linh. Thánh Linh ơi, xin đến. Thánh Linh ơi, xin tái lập lễ ngôi tuần trong từng cá nhân mỗi một người. Thánh Linh ơi, xin tái đổ đầy, tái đổ đầy Thánh Linh và quyền phép, để rồi chúng con được đồng công với Ngài, để chúng con trở thành công cụ của Ngài, để chúng con trở thành những người mạnh sức của Ngài, chúng con trở thành những con người mà Chúa dùng để mà đem tin lành quyền năng của Ngài đến cho những người chưa biết Ngài. Xin đến với chúng con. Hallelujah, praise the Lord, glory be to the Lord, God's name. Chúa xin đến với chúng con, Chúa ơi, buổi chiều hôm nay, trong giờ này.